Rồi, em chào anh chị em mình ha. Thì bữa nay là ngày 28 tháng 2 năm 2023. Thì tại vườn em là một số lộc vừng đang ra hoa. Thì cái này là cây nào nó cũng ra bông của tôi mà anh chị em mình. Cho nên là nếu mà anh chị em mình có thể đến địa chỉ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha, mình xem mình mua mình có thể chọn được cái giống. Thì em nói sơ sơ về cái giống này là lộc vừng Hà Nội, lá nhỏ lá răng cưa. Thì khi mà mình mua giống tới bây giờ là cũng khoảng 10 năm rồi. Thì già anh chị mà bán giống mình á, nó là lộc vừng Hà Nội mà mình á, thì mình trồng rồi mình lấy cái giống rồi mình chiết ra, cho nên là không có lộn giống ha. Nó đặc điểm bông nó là bông đỏ. Thì xíu nữa đây có thể mình điện trực tiếp, tại vì bây giờ mình quay đây nè, bông nó nè cho anh chị em mình. Còn một số anh chị em mình nói là lộc vừng siêu hoa thì không phải ha, đó là vườn Hà Nội. Thì đây đây tại vườn em này, đây nè. Thì mấy bữa nay mình đi công chuyện á, đi nuôi người bệnh á, cho nên là không có đăng bán lên cho anh chị em mình. Bữa nay mình đăng lại cho anh chị em mình xem. Đây bông nó rất là nhiều luôn nha. Thì có một anh trai ở Tiền Giang cũng đặt 10 cây ha, thì giá đó là 500 ngàn, bên em bao ship 10 cây lộc vừng đó. Đó là đơn hàng 10 cây. Thì cái này mình cũng nhổ ngẫu nhiên thôi, những cái cây nào nó tệ này kia thì mình không lấy, còn như bình thường nhiều khi không có bông mình cũng nhổ ha, tại những cái cây này nó già rồi bà con mình. Thì em đo bông nó thì không có thước đây nè, 1 gang nè, 2 gang, 3 gang, cái cây nhỏ gì, tại vì nó bông nó tính theo cái tuổi nữa, nhiều khi cái cây như vậy á, ra bông chứ nó không có bền anh chị em mình. Đây mình ngắt đại bông ha nè, ra bông nó không có bền đâu. Rất là già nha. Thì quay xa cho anh chị mình coi đó. Bông đó nè, bây giờ mà không thể nào mà vô trong đó rồi mình nhổ mình cho anh chị em mình coi hết được, mình quay ngoài đây. Tới đây nó cũng có nụ bông. Thì em cũng nói lại luôn là em có một giống màu à, tức là mình lấy cây có bông hay không có bông gì nó cũng có một giống à, lá nhỏ nè. Lá nhỏ lá nó răng cưa. Thì mình bán cây giống ở đây cũng nhiều năm rồi, mình có một giống không có lộn ha. Thì để mình nói lại cho anh chị em mình biết những cái đặc trưng của cái giống như vậy. Còn cái size á, thì nhiều anh em hỏi là cái size bao lớn, thì cái giống này không có báo size được, nó không có đồng nhất nè. Có những cái cây thì bự bằng bự hơn ngón tay cái nè anh chị em mình, có những cây nó nhỏ hơn xíu vậy đó, đây nè, mà cũng cùng một giống nha. Đó, nhỏ hơn xíu. Mình bây giờ mình thường thường mình lấy solo như vậy ha, còn anh em mà có nhu cầu một cốt hay như thế nào thì mình cũng cố gắng mình lựa, được thì có, còn không được thì thôi đó, tại vì bây giờ đó, như vậy thôi. Còn anh em mình có thể mình mua solo hay thì thế nào cũng được. Còn cây giống Minh Sam đấy, thì mình báo lại luôn á là giống Minh Sam thì 20.000 cây anh chị em mình đó, siêu bông nha. Đó là giá bán lẻ cây cao cây bự thì nó như vậy thôi, nó nhiều lắm không có báo sai chính xác được. Đây và loại cao loại lùn gì ấy, anh em mình có nhu cầu mình về trồng thì cũng không có cần cao, nếu được thì cứ kêu em cắt bớt lại ha, rồi về mình trồng lên tàn. Còn bên đây là cây phôi bà con mình. Nó thì quay sơ sơ vậy cho anh chị em mình nắm được cây siêu bông thôi, chủ yếu là cái video này nói về lộc vừng Hà Nội ha. Thì đây nè, cái ngày trong điện thoại nè. Cái ngày nó cho chói quá ha, ngày 28 tháng 2 anh chị em mình. Thì mình bán hàng thì bán qua cái niềm tin bà con mình. Ha. Có thể xíu nữa mình trực tiếp trên Facebook anh chị em mình có kiểm chứng kiểm nghiệm á, nhiều khi
nói là quy dép cũ như thế nào đó thì có thể mình trực tiếp trên Facebook cho bà con mình vô đó mình coi à, chứ thật ra là nó đang ra bông như vậy ha. Hôm nay mấy ngày nay 10 ngày nay em không có nhà cho nên là nước nôi thì nó cũng không được đầy đủ cho nên nó ra bông quá trời luôn. Thông báo cho anh chị em mình. Rồi còn nếu anh chị em mình mà muốn mua cây phôi đế điều hay du giao qua chậu thì hẹn anh chị em mình cái video sau. Đó. Rồi chào bà con mình luôn nha.